Vâng, và bây giờ tôi xin được mời nhà tài trợ chính sẽ bước lên sân khấu và những vị đại diện. Đầu tiên xin mời lên sân khấu ông David Hendermansky, CEO của công ty Market.com. Xin được mời ông Phạm Gia Hậu, Phó Thường trực Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Xin được kính mời bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông VTV. Tôi xin được kính mời ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Market.com Thị trường Việt Nam. Và bây giờ, phần quan trọng, tôi xin mời một người cũng rất là quen thuộc, đặc biệt là tối hôm qua, anh đã rất là vất vả với công việc MC của mình. Xin mời nam ca sĩ Thế Anh với một phần rất quan trọng, ôm khư khư hòm phiếu từ đầu hôm đến giờ. Thưa quý vị, đây chính là hòm phiếu và trong hòm này thì chúng tôi đã bỏ những cuống phiếu, những cuống vé của quý vị. Quý vị thấy là trước khi quý vị vào khán phòng thì chúng tôi đã xin lại các cuống vé, được không ạ? Bây giờ quý vị còn giữ phần cuống còn lại không ạ? Còn giữ không ạ? Chắc. Nếu mà có ai đấy làm mất thì có được trao giải không anh? Mất thì làm gì còn, nếu mà trao. Đó, thế nên quy định là quý vị phải giữ phần còn lại của cuống vé. Sau khi chúng tôi so sánh và trúng với phần cuống vé mà chúng tôi bốc thăm được thì người đó mới được trao giải thưởng. Vâng, bây giờ trở về với phần chính. Ở châu Âu, người ta có một cái quan niệm rất là thú vị, thưa Mỹ Lan, là luôn luôn ủng hộ và đặc biệt là nhường phụ nữ. Và người phụ nữ trong ba người đàn ông ở đây, ông Gia Hậu, người phụ nữ duy nhất, hai người đứng bên kia. Và chúng ta sẽ... Tức là vẫn còn những quý vị chưa kịp bỏ cuống phiếu vào. Thôi trước khi chị Thảo ha, trước khi chị Thảo bốc thăm thì cho phép Mỹ Lan được hỏi rằng là có quý vị nào còn sơ suất vẫn chưa bỏ cuống phiếu của mình vào trong thùng phiếu của chúng tôi không ạ? Nếu như có thì xin mời quý vị sẽ gửi ngay lên cho chúng tôi để đỡ tiếc nuối. Ôi sao nhiều quá trời đó. Ở trên kia nữa ạ, trên kia còn anh không ơi, ạ? Anh ơi, là phiếu của em là có cuống bỏ vào đây chưa anh? Cái đấy thì còn chắc chắn rồi đúng không ạ? Hơn xui. Dạ. Xin quý vị cùng chờ đợi trong giây lát nha, để chúng tôi có thể xin mời tập anh hợp đứng đây. Được đầy đủ các cuống phiếu. Vâng, xin mời thầy anh đứng đây. Anh ơi, nhưng mà bây giờ mình vẫn còn thiếu một phần quan trọng. Đó là hôm nay thì các khán giả sẽ có cơ hội nhận được những phần thưởng như thế nào. Em chưa thấy anh có nói. Ôi quên mất cái... Quên ôi, mất. Ôi, có cái vấn đề quan trọng thì lại quên. Thưa quý vị, có một điều kỳ lạ là sẽ không có giải 2 giải nhì hoặc là giải 3 hoặc giải khuyến khích nào cả. Có 3 giải nhất, mỗi giải trị giá 1.000 USD. Wow. Mỗi giải có 3 giải nhá. 3 giải nhất, mỗi giải trị giá là 1.000 đô la Mỹ. Ô, thế USD đó khác đô la Mỹ hả? Ô, thì em cứ nói cách khác cho dễ hiểu. Biết rồi, thấy không? Và giải đặc biệt của hôm nay trị giá 2.000 đô la Mỹ. Và chúng ta sẽ có một giải đặc biệt duy nhất trị giá 2.000 đô la Mỹ sẽ thuộc về khán giả may mắn nhất. Và ai sẽ là người may mắn? Đó sẽ nhờ vào bàn tay may mắn của bà Thủy đây. Xin mời bà. Chị Thảo ạ. Dạ. Chị Thảo ạ. Vâng, chị Thảo sẽ bốc thăm lá phiếu đầu tiên và sẽ trúng giải 1.000 đô la đúng không anh? Chị cứ quấy lên ạ. Chị ơi, chị đảo thật kỹ nha, ở dưới khán giả hồi hộp lắm chị ạ. Bây giờ chúng ta sẽ bốc giải nhất đầu tiên. Giải nhất đầu tiên. Ôi, tôi xin được mời chị Thảo ạ. Chị Thảo lên đây ạ. Chị đọc cho tôi số đầu tiên ở cái trong hai hạng. Vâng ạ. Vâng ạ. Thôi được rồi. Thôi cứ để cho nó hồi hộp tí. Thế anh cứ đứng đó. Không. Tôi xin mời ông Gia Hậu ạ. Sẽ là người tiếp tục. Cầm cả hộp sóc lên đúng không ạ? Trong đấy có rất là nhiều những lá phiếu khác nhau. Được một lá phiếu cho anh. Dạ rồi ạ. Anh Gia Hậu đã cầm lá phiếu thứ hai, giải nhất. Vâng ạ, xin cảm ơn ngài.
Và bây giờ xin mời anh. Xin anh mời anh Hùng đúng không ạ? Xin mời anh Hùng. Dạ. Anh Hùng là người sẽ bốc thăm giải nhất thứ 3. Còn vừa nãy thì ngài David Hormansky của chúng ta đã cùng bốc giải đặc biệt. Đó là giải trị giá 2.000 đô la. Chúng ta sẽ cùng tiết lộ dần dần đúng không anh Hùng? Sao bình tĩnh, người có phiếu cứ đứng im đó. Và bây giờ xin mời người phụ nữ xinh nhất ở đây ạ. Bà làm ơn có thể đọc cho tôi con số đầu tiên là dãy số bao nhiêu ạ? Dãy số bao nhiêu là người trúng thưởng ạ? Dãy ghế ạ. Dạ. Dãy xế. Vâng ạ. Dãy số 1. Số 2, 12. Vâng, xin được cảm ơn bà. Dãy ghế 12. Dãy 12 đâu? Dãy ghế 12 đâu ạ? Con số 9 ở đằng sau. Xin mời số 29, dãy số dãy 12. Số 29. Số ghế 29 và dãy ghế 12. Ai ạ? Ai ạ? Xin được chúc mừng chị. Xin mời ai ạ? Ủa sao mà chị giơ tay chào? Dãy 12 số 29 ạ. Xin mời chị hay anh ấy, xa quá nhìn không rõ. Chị chúc mừng thay cho anh, tức là chị giơ tay. Nhưng mà anh bên cạnh mới là người được giải. Xin mời anh lên sân khấu ạ, hy vọng anh còn giữ cuốn vé của mình. Số ghế 29 của dãy 12. Xin chúc mừng người đầu tiên đã nhận được giải 1.000 đô la Mỹ. Xin mời anh. Bây giờ em có thể đứng ở bên cạnh sân khấu rồi. Một chút xíu nữa nếu như có một khán giả nào đếm từ 1 tới 10 mà khán giả đó không lên thì lại nhớ em ha. Và bây giờ Milan sẽ giúp tôi xử lý. Wow. Các bác ơi, gió thổi vào nhà nào các bác ơi. Số ghế 29 của dãy ghế 12 xin được chúc mừng vị khách may mắn đầu tiên. Xin mời đưa tôi kiểm tra. Trời, anh công ty đang kiểm tra à? Cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị Thảo. Anh ơi, anh đứng đây chờ bọn em một chút nha. Khi nào bọn em tìm được đầy đủ 4 vị khách may mắn thì chúng em sẽ trao quà. Thưa quý vị, giải nhất thứ 2 với trị giá 1.000 đô la Mỹ đã thuộc về những khán giả ở dãy. Ủa, mà không phải dãy, em nhầm ạ. Bàn số 5. Bàn số 5. Hóa ra là chúng ta có sắp xếp bàn và dãy khác nhau đúng không anh? Dạ vâng, bàn số 5. Tầng 1, tầng 2 nữa đấy em ạ. Dạ, tầng 1, tầng 2 cũng có. Có, bàn 5, tầng 2 nữa cơ đấy. Không có phải tầng này. Bàn số 5. Những ai ở bàn số 5 giơ tay lên cho em xem với. Tất nhiên là có số ghế ạ. Em thấy cả đại sứ cũng có ngồi bàn số 5 mà anh. Không ạ. Sao anh lại không hy vọng là mình được giải nhỉ? Có cả ông Chủ tịch Hoàng Đình Thắng nữa đấy ạ. Đúng rồi, anh Thắng. Vâng, có các anh chị nữa đúng không ạ? Dạ. Và chúng ta sẽ cùng chúc mừng một vị khách ở bàn số 5 tất nhiên rồi. Và số ghế 1. Số 1. Ai ạ? Bao nhiêu ạ? Số 1 bao nhiêu? Ai ạ? Như này là thế nào? Số có chính xác không? Không phải là chị Thảo. Số bao nhiêu? Đúng đúng đúng, số ghế 1 đúng không chị? Phu nhân của đại sứ ạ. Wow. Em xin mời chị Trâm sẽ cùng lên sân khấu ngay bây giờ. Cái này không ăn thua rồi. Xin mời một chị Trâm. Một tràng vỗ tay để chào đón chị Trâm ạ. Phu nhân của đại sứ sẽ lên sân khấu. Vâng, chị Trâm cũng là một khán giả luôn đồng hành cùng với các chương trình nghệ thuật cộng đồng. Vâng. Là một khán giả rất bình thường, rất bình dị, thưa quý vị. Mặc dù là phu nhân của đại sứ nhưng em xin phép vẫn phải kiểm tra. Cho nó công bằng đúng không chị? Thưa quý vị, chuẩn xác là bàn 5 và số ghế 1. Đây rồi ạ, xin được chúc mừng chị Trâm. Wow. Chị ơi, may mắn quá. Em xin lỗi chị là xin mời chị chờ đợi cho ít phút ha. Để em tìm tiếp những khách hàng may mắn tiếp theo. Bây giờ sẽ còn anh Hùng đúng không ạ? Vâng, hai anh Hùng sẽ làm việc với nhau. Vâng. Anh Hùng bên cạnh tôi và tôi. Vâng. Mời hai anh Hùng. Xin thông báo cho quý khách nào mang biển số 6. Vâng. Có số ghế 6 ở số dãy 4. Thưa quý vị, luôn vào ngay. Vâng, dãy 4 và ghế số 6. Đã có một vị khán giả vỗ tay rất là vui. Vâng ạ. Wow.
Sao em thấy vỗ tay chị bên này mà hóa ra lại bên kia đi lên ạ? Vâng ạ. Giải thưởng 1.000 đô la tiếp theo đã thuộc về một khán giả may mắn, và anh Hùng sẽ là người so sánh lá phiếu này xem có đúng không ạ. Hình như chị ơi, đây là dãy 6 số 4 hay sao chị ạ? Không phải, chính xác là như thế. Dãy 4 và số ghế 6, một người tại trung tâm thương mại Sapa. Xin được chúc mừng chị. Và cuối cùng, chỉ còn một phần thưởng có giá trị lớn nhất, đó là giải đặc biệt trị giá 2.000 đô la Mỹ sẽ thuộc về khán giả nào đây ạ? Xin được mời ngài David. Mr. David, can I take your ticket? Wow, no. Thank you very much. Wow. Hồi hộp quá. Nhưng mà không phải số của em rồi, tiếc quá. Em rất buồn. Nhưng mà thay vì đó sẽ có một vị khán giả vô cùng may mắn trúng giải đặc biệt của chương trình ngày hôm nay với phần quà trị giá 2.000 đô la Mỹ. Cái dãy ghế này cứ quen quen ấy anh ạ, hình như là dãy ghế này vừa đã bốc thăm rồi. Em xin được chúc mừng các khán giả ngồi tại dãy ghế số 12. Úi giời. Đây đúng không anh? Vừa nãy có rồi đúng không anh? Đầu 12, đuôi 12. Nhưng mà... Những khán giả nào ngồi ở dãy ghế 12 ạ, có thể giơ tay cho Mỹ Lan thấy được không ạ? Đeo kính nhưng mà vẫn phải kiểm tra đấy ạ. Anh ơi, em có bịa đâu, chuẩn. Ok. Đâu ạ? Những khán giả nào ở dãy ghế 12 ạ? 12 đâu? Ai ngồi dãy 12 không giơ tay là phần thưởng thuộc về Mỹ Lan. Giơ tay ạ, giơ tay ạ. Những ai ở dãy ghế 12, ủa sao dãy ghế 12 mà tan tác khắp nơi vậy ta? Vâng, có những ông 19 cũng giơ. À, hình như là ai vào trước ngồi ghế trước, ai ngồi sau ghế không, sau không? Theo vợ thôi, không? Lúc đấy 12, bây giờ vợ ngồi dưới chứ sao? Và số ghế nào sẽ là số ghế may mắn? Quý vị biết dãy ghế 12 rồi đúng không ạ? Số ghế may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay thuộc về một số ghế người ta vẫn quan niệm là không may mắn. 13, xin được chúc mừng! Nói đây ạ! Úi giời ơi, tân tầng lên trước kia rồi ta. Xin quý vị một tràng vỗ tay để chúc mừng cho chủ nhân ngày hôm nay đi, thưa quý vị. Thú thật là thí sinh nào ngày hôm nay được đi về Việt Nam dự sao mai chung kết cũng chỉ nhảy sung sướng như chị ấy mà thôi. Đôi khi chưa chắc là mua vé VIP là trúng thưởng đâu ạ. Chị thấy ngồi rất là xa đúng không ạ? Wow. Khó khăn đúng không ạ? Rất khó khăn đúng không ạ? Anh ơi, chị ấy xinh quá, anh kiểm tra số phiếu của chị ấy đi anh. Ôi tôi chết rồi, xinh như thế này thì làm thế nào? Chào em. Xin hỏi là em đến từ đâu ạ? Sapa. Ở đâu ạ? Sapa. Ồ, cái trung tâm thương mại thì nhiều tiền thế. Không? Thế là bây giờ lại được ở Sapa à? Dạ. Và xin hỏi là em đi cùng ai ạ? Thì em đi cùng dì em ạ. Dì thôi. Còn các cái thêm thêm thì có liệu sao, có gì không? Dạ, đang ở xe ạ. Đang ở xa. Các bác ơi, cái chỗ ở xa này em ơi. Thôi được rồi, anh sẽ tính cái vụ ở xa này sau. Còn bây giờ, để cho em khỏi... em chắc chắn, em tự tin là em sẽ được cái phần thưởng này. Thế bây giờ em đứng sang bên cạnh để cho những người nhận được cái phần thưởng 1.000 đô la sẽ nhận trước. Vâng, trước tiên là... anh ơi, có mời các vị khán giả may mắn nói quy danh một chút anh ha. Xin được mời ba khán giả may mắn đã trúng giải 1.000 đô la Mỹ đứng lên phía trước ạ. Cho chúng em được hỏi nhanh các anh chị thôi ạ. Chị Trâm thì chắc là thôi không phải hỏi nữa. Em xin được hỏi, em hỏi anh ý, còn anh hỏi anh chị tên là gì kia. Ạ? Mình tên là Hoài. Anh Hoàng. Tranh mất. Vâng, Hoàng. Chính xác ạ. Thôi chị, anh hỏi chị bên kia tiếp đi. Anh Hòa. Thế dạ. Thì bây giờ như thế này, chị tên là gì ạ? Dạ, tôi tên là Hợp ạ. Chết rồi, Hòa mới Hợp. Ôi, sao khéo quá nhở. Vâng. Và chị Trâm thì biết hết rồi. Thôi thì bây giờ này, ba người là người bằng nhau cái phần thưởng này. Có lẽ tôi rất là muốn chị Trâm có thể chia sẻ một chút nào cái cảm xúc của chị lúc này. Có lẽ thế nhỉ? Vâng, có lẽ cảm xúc của tôi là hơi bất ngờ ạ. Bởi vì là tôi cũng quên không để cuốn vé vào trong cái hộp. Và tôi cũng không nghĩ rằng là đến đây lại may mắn để nhận được cái quà như thế này. Rất bất ngờ.
Coi như là cuồng vé đã quay vào hộp vào phút chót đúng không ạ? Và may quá. Còn anh thì anh đứng nghiêm từ lúc bây giờ rồi ạ. Em làm thế nào để anh ấy có thể phấn chấn hơn tí không? Sao anh làm em khó thế? Anh Hoàng ơi, anh chia sẻ cảm xúc anh có phấn chấn không anh? Em cầm mic cho anh. Chết, cảm ơn. Chết. Hôm nay thì đi xem sao mai thì được chiêm ngưỡng tất cả mọi người cũng như các em biểu diễn cũng như là để sau này thì xem các phần được ca sĩ thì đi xem lại được về có phần quà cũng rất là vui. Xin cảm ơn tất cả. Tóm lại là phấn chấn đúng không ạ? Phấn chấn. À. Vâng, và bây giờ thì xin mời ba người may mắn sẽ nhận cái phần thưởng là mỗi giải thưởng là trị giá 1.000 đô la Mỹ. Vâng. Dạ vâng. À, trước tiên là xin mời chị Thảo sẽ cùng trao phần quà trị giá 1.000 đô la Mỹ cho anh Hòa. Xin mời ạ. Chị đứng cạnh anh Hòa luôn ạ. Xin mời ông Phạm Thậu trao phần thưởng cho chị Trâm. Cho chị Trâm. Dạ. Xin mời anh Hùng ạ sẽ trao phần thưởng cho chị ạ. Chị Hợp ạ, xin mời chị nhận phần thưởng 1.000 đô la Mỹ. Thưa quý vị, chúng ta không dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho ba vị khách may mắn. Chị ơi, à em ơi, cái chỗ này là của thí sinh này, bây giờ đứng đấy đi. Anh Hùng ơi, này anh hỏi rất nhiều, anh vẫn chưa hỏi quý danh của chị ý. Lại lần nữa. Cho anh chuộc lỗi. Xinh quá, biết gì linh tinh hết cả người. À, xin hỏi chị là, à xin hỏi em tên là gì? Em tên Phương. Em tên là Phương, ok. Và đi cùng gì? Người ấy thì ở xa. Okay. Rồi. Vâng, không sao, người ấy ở xa nhưng bây giờ đã có 2.000 USD ở bên cạnh, ok. Vâng ạ. Và xin được mời ngài David Hepburn, dạ, sẽ cùng đại diện cho Marketcom, nhà tài trợ chính một của những phần tay thưởng thật này. Lớn, thưa quý vị. Mr. David, take the picture. Và bây giờ tôi cũng xin được mời take the photo. Yes. Mời đại diện của nhà tài trợ ngân hàng BIDV tại Cộng hòa Séc lên sân khấu. Đây cũng là một nhà tài trợ vàng của chúng tôi. Và xin mời nhà tài trợ này, đại diện của nhà tài trợ lên sân khấu chụp hình. Cũng xin phép được kính mời ông Hoàng Đình Thắng, xin phép được kính mời ông Trương Mạnh Sơn lên sân khấu chụp ảnh chung với những người may mắn nhất trong đêm hôm nay. Xin được kính mời cố vấn của chương trình ông Giang Thành lên sân khấu để cùng có những cái hình ảnh để động viên. Và hy vọng rằng ngoài chương trình Sao Mai diễn ra năm nay sẽ còn nhiều chương trình khác của văn hóa văn nghệ của cộng đồng sẽ được các nhà bảo trợ, các nhà tài trợ và các nhà hảo tâm sẽ đồng hành cùng chương trình để chương trình của cộng đồng ngày một phát triển vững mạnh hơn. Xin kính chúc tất cả các quý vị, các nhà tài trợ, các nhà bảo trợ, các nhà hảo tâm lời chúc sức khỏe. Xin kính cảm ơn tất cả các quý vị đã chú ý lắng nghe, quan tâm tới chương trình đặc biệt này. Xin chúc mừng và xin chân thành cảm ơn. Xin được chào cảm ơn các quý vị và xin được một lần nữa chúc mừng các vị khán giả may mắn. Wow. Thưa quý vị, như vậy là trong phần trao thưởng của nhà tài trợ thì chúng ta đã tìm ra được 4 vị khách vô cùng may mắn ngày hôm nay nhận được những phần quà rất là đặc biệt. Còn những vị khách, những khán giả còn lại, nếu như quý vị chưa nhận được những phần quà này thì tôi tin chắc rằng những phần quà tiếp theo của ban tổ chức cũng sẽ làm quý vị hài lòng. Đó chính là những phần trình diễn của các ca sĩ được tất cả chúng ta vô cùng yêu mến. Là bởi vì tại sao ạ? Là bởi vì những người nghệ sĩ này chính là các thành viên của ban giám khảo, và vừa rồi họ vừa phải làm một việc vô cùng lớn lao, một trọng trách rất là lớn lao, đó là chấm điểm để lựa chọn nên những thí sinh xuất sắc nhất được đi tiếp vào vòng trong. Và Mỹ Lan vừa phải hỏi lại ban tổ chức xem là các thành viên của ban giám khảo đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình chưa. Còn bây giờ là lúc để chúng ta cùng chào đón những người nghệ sĩ mà chúng ta vô cùng yêu mến. Xin được chào đón lên sân khấu nghệ sĩ ưu tú Thanh Long. Có người lính
mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo. Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về. Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hóa bóng cây tre. Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi nơi anh ngã xuống sụp trở lên. Màu hoa đỏ phía dương xa rực cháy lên. Màu hoa đỏ trước hoàng hôn. Xin được hát tặng các bạn, các anh, các chị một bài hát về tình yêu của nhạc sĩ Phó Đức Thư Phương. Bài hát với tựa đề Không Thể Và Có Thể. Thank you.
Thời gian đã qua đi, không thể trở lại. Dòng sông đã ra đi, làm sao về chốn cũ. Náo nước khơi xa, không thể thiếu những cánh buồm áng mây trên đầu, không thể ngừng trôi. Còn đâu miền dương gian khi hua tan mặt trời, bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối. Đã có sông sâu, không thể thiếu những suối nguồn vắng anh trên đời. Đâu còn tình yêu. Người đã xa đi, có thể trở lại. Vết thương ngày nào có thể hiện ra. Nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại đời hồi ngày gặp nhau, xua tan đi bao nỗi mong nhớ, mong nhớ. Vòng tay yêu thương có thể rộng mở, bao mây muộn sầu có thể dần tan.
và xin được hát một bài hát để ca ngợi quê hương Việt Nam của chúng ta. Bài hát của nhạc sĩ Lê Minh Sơn với tựa đề Ôi quê tôi. Ôi quê tôi vẫn còn cánh đồng xanh bao la, lưng còng dáng mẹ xa xa nương dâu nong ta măn dỗi, gió đông quăng lạnh xanh áo em tôi. Ôi quê tôi vẫn còn mái nhà liêu xiêu thơm mùi khói chiều, trong giấc mơ của tôi cánh diều nó gió, áo đông quăng lạnh rách áo em tôi. Tìm bà em quê mình là có cơ mẹ, tìm đường mưa sông từng cánh cỏ đã lên, tìm 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 trong hội ngoài tìm. Xin cảm ơn rất nhiều. Và Thanh Lam xin chúc cho
cuộc thi Sao Mai của chúng ta sẽ tìm kiếm được những tài năng âm nhạc thực sự cho đất nước Việt Nam. Xin cảm ơn các em hôm nay. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng trở lại với những tiết mục nghệ thuật của chương trình và chào đón trên sân khấu một giọng hát chắc chắn rằng đã chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả Việt Nam ở trong và ngoài nước. Xin được chào đón trên sân khấu ngay bây giờ sẽ là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Anh Thơ. Vâng, cho phép Anh Thơ xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới tất cả quý vị. Và tiếp theo chương trình xin gửi tới một bài hát mà quý vị cũng đã rất quen thuộc, khúc hát Sông Quê.
xanh trong chảy mãi mãi vô cùng, một dòng xanh trong. Vâng, xin cảm ơn, xin cảm ơn bạn. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, mặc dù đã rất lâu rồi anh Thơ mới được quay trở lại tiếp khách, và dù là cái năm mà anh Thơ sang đó là năm 2001, vẫn còn là một cô bé rất là ngây ngô, nhưng mà anh Thơ nghĩ rằng cái tình cảm của quý vị đã dành cho anh Thơ cũng như các nghệ sĩ vẫn luôn luôn là rất là lớn, đúng không ạ? Vâng, thay mặt cho các nghệ sĩ xin cảm ơn những tình cảm quý vị đã dành cho anh Thơ cũng như các nghệ sĩ. Và để theo đáp lại cái tình cảm đó, anh Thơ xin hát một bài hát nữa, là một bài rất vui nhộn của nhạc sĩ Văn Lạc Hoa, Tàu Anh Qua Núi. Xin gửi tới tất cả quý vị. Anh Thơ chỉ nghĩ rằng là sợ là quý vị thời gian muộn, đúng không ạ? Quý vị có mệt. Xa khơi thì có thể anh Thơ hát một đoạn, vì là anh Thơ lại không chuẩn bị nhạc. Phòng này là hát không rất là hợp lý, đúng không ạ? Nhìn phương nam con nước
biển rộng ơi biển trong tình biển nói đắng dòng bao ngày thương nhớ biển ơi nhớ. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Có lẽ là cái bài hát này anh Thơ đã hát ở đây cách đây 14 năm. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Rất là xúc động bởi vì quý vị rất là ủng hộ cho anh Thơ. Và anh Thơ nghĩ rằng là sau đây anh Thơ sẽ giới thiệu một nam ca sĩ mà quý vị cũng rất yêu mến. Vâng ạ, quý vị đã biết đúng không ạ? Nam ca sĩ Trọng Tấn ạ. Xin mời anh ra sân khấu ạ. Vâng, và nam ca sĩ Trọng Tấn với anh Thơ sẽ hát tặng quý vị một bài hát song ca. Xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị. Các bác, cô chú, anh chị ở Cộng hòa Séc và có lẽ là hôm nay là ở khắp nơi trên châu Âu trở về đây trong một đêm thi chung kết sao mai và có một đêm thưởng thức nghệ thuật cũng như là giao lưu với tất cả quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn tình cảm tất cả quý vị và chúc mừng cho tất cả các thí sinh đã dự thi thật là tuyệt vời và thành công trong đêm nay. Xin được cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, nhạc đã bật lên và ngay sau đây thì xin được gửi tất cả quý vị một bài hát mà tất cả quý vị đều rất yêu mến. Tình ta, biển bạc, đồng xanh. Xin được tất cả quý vị. Thuyền anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi sóng gió hò. Trên đoàn thuyền hải âu vui sóng gió, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, tương lai ta đổ giọt mồ hôi xuống đông quê ta, em hăng say sông chiều xuống đông thâm thanh, em ngại chi mưa nắng em hỏi rằng vì xoắn gió cõi bao biển ngày. Sao em cứ bồng bùa, thuyền anh mãi về với cá bạc đầy khoang ra khi chân mây ưng hồng, thuyền
ra ơi, có ngày chỉ sóng gió trên đoàn thuyền hải âu vui sóng gió. Anh nhớ đồng làng quê, cánh cò bay trên thảm lụa, đời tự do ôi chan chứa bao tình. Vì tương lai ta đổ giọt mồ hôi. Được thay mặt cho ca sĩ Anh Thơ xin được vô cùng cảm ơn tình cảm yêu quý của tất cả quý vị. Và có lẽ là cái thứ tình cảm mà thật là lớn, rộng lớn, đó là tình cảm yêu quý trong âm nhạc. Không có tình cảm nào mà có đến hàng triệu con tim hướng về những nghệ sĩ và có thể đến được với nhau trong những khán phòng ấm cúng như thế này, đó là âm nhạc. Và xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị. Xin được gửi đến tất cả quý vị bài hát Việt Nam quê hương tôi của cố đặc biệt bây giờ. Vâng, sẽ có những cánh tay đúng không ạ? Có những cánh tay với giai điệu tự hào của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh, da thịt chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, bút phi lao gió thổi trên bờ, buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi. Trong nắng hồng bừng lên sáng ngời, miền Nam đất nước quê hương chúng tôi, có rừng dừa xanh da thịt chân trời, người thiếu nữ dạt dào tình trẻ giáng sinh tươi, đáng tuổi yêu đời, lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi, mỗi cánh bay dừng đến đất trời. Xuân đã đến quê hương chúng tôi,
mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi đông xanh lúa dập dờn biển cả tiếng ai ru con ngủ ru hời đông xanh lúa thằng cánh cò bay đưa đường về làng quê sáng rồi Việt Nam yêu dấu xanh xanh Suối đổ về sông qua những nương tre dòng sông cuốn dồn về biển cả đưa thanh niên vui thỏa cuộc đời mưa xuân tới nguồn sông dâng sục sôi đất nước tôi Việt Nam sáng ngời xuân tới nguồn sông dâng sục sôi đất nước tôi Việt Nam sáng ngời đất nước tôi Việt Nam sáng ngời Trọng Tấn xin được vô cùng cảm ơn tình cảm yêu quý của tất cả quý vị. Vâng, có lẽ là trong rất nhiều những bài hát mà Trọng Tấn đã hát cũng như là đã thu đĩa thì quý vị có lẽ là cũng quen và cũng đã nghe yêu quý rồi cũng hát theo và trong đâu đó ở trong những cái buổi hát karaoke đúng không ạ? Sẽ có những cái bài hát nhạc chính thống mà Trọng Tấn đã hát mà quý vị yêu quý quen thuộc. Điều đó thật là hạnh phúc vì tiếng hát của mình đã đến được với tất cả quý vị dù rằng ở xa như thế này. Và có một bài hát mà Trọng Tấn cũng vừa nghe ở dưới yêu cầu. Rất là hạnh phúc vì đã mười mấy năm rồi và cũng là bài hát mà rất là ý nghĩa vì đó là lần thứ hai tiếng hát truyền hình toàn quốc và bây giờ là giải Sao Mai. Tổ chức mà Trọng Tấn đã đến được với quý vị đã bước được một bước chân vào âm nhạc và cũng từ giải Sao Mai mà đến được gần hơn với tất cả quý vị và hôm nay một lần nữa được đứng trên sân khấu của Sao Mai xin được một lần nữa cất lên giai điệu của tiếng đàn bầu không biết thì bây giờ nó có còn thánh thót được như ngày xưa không thế nhưng mà cũng xin được gửi lại tất cả quý vị tình cảm của ca khúc Tiếng Đàn Bầu. Xin mời tất cả quý vị. Việt Nam, Hồ Chí Minh.
Xin được vô cùng cảm ơn tình cảm tất cả quý vị. Và hôm nay dù chỉ là tham gia chấm thi cũng như là giao lưu với tất cả quý vị ở đây cũng rất là hạnh phúc vì có được một không khí ấm áp như thế này và có được những cái buổi biểu diễn mà tràn ngập tình cảm như thế này thì thật sự là hạnh phúc với tất cả các nghệ sĩ, dù rằng là rất ít thôi, rất ít thời gian thôi. Và có lẽ là trong buổi hôm nay thì cũng xin được ngay sau đây xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng giao lưu với Trọng Tấn một ca khúc, có được không ạ? Được. Và có lẽ là giai điệu của bài hát này thì sẽ đem đến một không khí mà Trọng Tấn nghĩ rằng là đây là ca khúc để chúc mừng cho tất cả các em, chúc mừng cho các sao mai, chúc mừng cho cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay. Xin được gửi đến tất cả quý vị ca khúc rất rộn ràng của nhạc sĩ Cao Việt Bách, Mọi sự khởi nguồn đều từ mùa xuân, sự thành công, tình yêu và hạnh phúc tất cả đều bắt nguồn từ mùa xuân. Và xin gửi đến tất cả quý vị ca khúc Cung đàn mùa xuân, và xin mời tất cả quý vị cùng hát, cùng vỗ nhịp ạ.
Xin được trân trọng cảm ơn ca sĩ Trọng Tấn cũng như ca sĩ Anh Thơ và nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam đã cùng mang tới những phần trình diễn vô cùng ấn tượng và đặc sắc trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng trở lại với những nội dung chính của Sao Mai 2015 khu vực châu Âu. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã cùng thưởng thức phần dự thi của cả 14 thí sinh đã được lọt vào vòng chung kết của khu vực châu Âu Sao Mai 2015 với ba phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ. Và trước khi đến với phần công bố kết quả, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trương Mạnh Sơn, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Séc sẽ lên phát biểu chúc mừng cho sự thành công của chương trình. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa ban tổ chức cuộc thi Sao Mai khu vực châu Âu năm 2015, kính thưa các vị khách quý, thưa bà con, cô bác. Cuộc thi chung kết Sao Mai khu vực châu Âu năm 2015 đã dần khép lại. Chỉ trong ít phút nữa, ban giám khảo sẽ công bố kết quả của những thí sinh đạt giải cao trong cuộc thi. Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc xin trân trọng cảm ơn ban tổ chức cuộc thi Sao Mai khu vực châu Âu năm 2015. Có thể nói, cuộc thi đã mang lại những tình cảm hướng về quê hương, hướng về đất nước của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, cuộc thi là sân chơi, là cơ hội cho các bạn thanh niên Việt Nam thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra, lớn lên và đang học tập, đang sinh sống ở khu vực châu Âu những cái cơ hội để trao đổi về ngôn ngữ Việt, về văn hóa Việt và về phong cách, về tình cảm, âm nhạc Việt, và qua đó giúp các bạn gắn bó với quê hương, với đất nước. Tôi xin chúc các bạn đạt giải của cuộc thi chung kết Sao Mai năm 2015 tiếp tục thể hiện những chất lượng cao của mình trong cuộc thi Sao Mai tại Việt Nam trong năm nay. Xin kính chúc sức khỏe các vị đại biểu, chúc sức khỏe bà con cô bác có mặt tại đây hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu của đại sứ Trương Mạnh Sơn. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón sự trở lại sân khấu của 14 thí sinh xuất sắc nhất vòng chung kết Sao Mai 2015 khu vực châu Âu. Số báo danh 20, Ngô Hương Diệp đến từ Romania. 21, thí sinh Nguyễn Thị Tuyết. 22, thí sinh Nguyễn Minh Ngọc. 23, thí sinh Mai Đình Sơn. 24, thí sinh Jean Arthur Harry. 25, thí sinh Nguyễn Thị Phương. 26, thí sinh Nguyễn Đức Tiến. 27, thí sinh Nguyễn Khắc Hòa. 28, thí sinh Lê Tuấn Anh. 29, thí sinh Lê Văn Đạt. 30, thí sinh Trần Nguyễn Minh Đức. 31, thí sinh Nguyễn Thanh Hương. 32, thí sinh Đặng Thị Thu Trang. Và số báo danh 33, thí sinh Nguyễn Bảo Yến. Và một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời trở lại sân khấu ông Trương Mạnh Sơn, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Séc sẽ cùng trao hoa để chúc mừng cho cả 14 thí sinh đã có những phần dự thi xuất sắc trong đêm thi hôm nay.
được chúc mừng cả 14 thí sinh và xin được trân trọng cảm ơn đại sứ Trương Mạnh Sơn. Thưa quý vị, và trên tay Milan lúc này đang là kết quả cuối cùng từ ban giám khảo. Chúng ta sẽ được biết ai trong số 14 thí sinh đang có mặt trên sân khấu sẽ may mắn đi tiếp vào chung kết Sao Mai 2015 được diễn ra tại Việt Nam. Và một lần nữa, hãy cùng chúc mừng cho cả 14 thí sinh với những phần trình diễn của họ trong đêm thi hôm nay. Và bây giờ sẽ là thí sinh đầu tiên. Mila sẽ công bố theo thứ tự ngẫu nhiên. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 33, Nguyễn Bảo Yến. Thí sinh thứ hai sẽ có cơ hội trở về Việt Nam để tranh tài tại Sao Mai 2015. Bao nhiêu ạ? Số báo danh 32, Đặng Thị Thu Trang. Cơ hội tiếp theo thuộc về thí sinh mang số báo danh 29, Lê Văn Đạt. Xin chúc mừng. Thí sinh thứ tư sẽ đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. Số báo danh 30, Trần Nguyễn Minh Đức. Sẽ chỉ còn lại 3 tấm vé cuối cùng dành cho những thí sinh xuất sắc nhất. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 25, Nguyễn Thị Phương. Thưa quý vị, hai người cuối cùng mà Mỹ Lan sẽ công bố sau đây, ngoài việc được trở về Việt Nam để tham dự vòng chung kết Sao Mai 2015, còn có thêm một vinh dự đặc biệt nữa. Quý vị hãy lắng nghe ạ. Đó chính là nhạc sĩ Quang Vinh, giám đốc nhà hát ca mối nhạc Việt Nam đã quyết định sẽ bảo trợ cho chặng đường sắp tới của hai thí sinh mà Milan sẽ công bố ngay sau đây nếu như các bạn mong muốn trở về Việt Nam và tiếp tục sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp. Một cơ hội rất lớn dành cho các bạn, bởi vì nhà hát ca mối nhạc Việt Nam là một nhà hát rất uy tín và nổi tiếng về nghệ thuật biểu diễn ca hát chuyên nghiệp. Và các bạn sẽ có cơ hội được trở về Việt Nam nếu như các bạn mong muốn và cộng tác với nhạc sĩ Quang Vinh tại nhà hát của mình. Và ai sẽ là người may mắn nhận được cơ hội quý báu này đấy ạ? Bao nhiêu ạ? Số báo danh bao nhiêu ạ? 27, 26, bao nhiêu ạ? 24, bao nhiêu ạ? 31 ạ? Dạ. Cơ hội đầu tiên đã thuộc về thí sinh mang số báo danh 24, Harry Jean Arthur. Wow! Xin chúc mừng! Không chỉ được trở về Việt Nam để tham dự Sao Mai, bạn sẽ có cơ hội được làm việc tại nhà hát ca mối nhạc Việt Nam. Và cơ hội cuối cùng thuộc về thí sinh. Các bạn có hồi hộp không ạ?
Tôi lại hồi hộp thay cho cả các bạn nữa. Thí sinh mang số báo danh 26 Nguyễn Đức Tiến, xin chúc mừng. Xin chúc mừng cho 7 thí sinh xuất sắc nhất đã được có mặt tại Summer 2015 được tổ chức tại Việt Nam. Và với 7 thí sinh còn lại, chúng tôi cũng xin được chúc mừng các bạn về những phần trình diễn rất ấn tượng của các bạn trong chương trình hôm nay. Và rất mong rằng các bạn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu của mình với âm nhạc quê hương. Xin chúc mừng tất cả các bạn với những thành công của mình. Thưa quý vị, như vậy là đêm chung kết Summer 2015 khu vực châu Âu đã thành công tốt đẹp. Chúng ta đã tìm ra 7 thí sinh xuất sắc nhất sẽ có cơ hội được trở về Việt Nam để tham dự vào vòng chung kết Summer 2015. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, khách quý, cảm ơn ban giám khảo và đặc biệt là cảm ơn tình cảm của những khán giả tại Cộng hòa Séc cũng như các khán giả Việt Nam tại khu vực châu Âu đã dành thật nhiều sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho Summer. Và một lần nữa xin được chúc mừng tất cả các thí sinh yêu quý tại khu vực châu Âu. Và chúng ta sẽ không hẹn gặp lại nhau trong chung kết Summer 2015 được tổ chức tại Việt Nam. Xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu, khách quý sẽ cùng lên sân khấu để chụp hình với tất cả các bạn thí sinh của chúng ta cho vòng chung kết Summer châu Âu 2015. Xin trân trọng kính mời đại sứ Trương Mạnh Sơn, xin kính mời ông Hoàng Đình Thắng, ông Đoàn Cát, ông Giang Thành, ông Nguyễn Đăng Tiến, ông Trung tướng nhà văn Hữu Ước, nhạc sĩ Đào Tuấn Phương, ông Phạm Gia Hậu, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, ca sĩ Anh Thơ, ca sĩ Trọng Tấn cùng với các phu nhân của các đại biểu. Xin kính mời tất cả các vị đại biểu khách quý sẽ cùng lên sân khấu. Xin mời đại diện của ban tổ chức Summer 2015 khu vực châu Âu. Xin mời các quý vị đại biểu khách quý sẽ cùng lên sân khấu để chụp ảnh kỷ niệm với các thí sinh về những khoảnh khắc thật tuyệt đẹp mà chúng ta có được trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức liên hoan tiếng hát truyền hình Sao Mai khu vực châu Âu 2015, xin chân thành cảm ơn sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, sự bảo trợ của Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ vàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, cảm ơn nhà tài trợ vàng Marketcom, cảm ơn nhà tài trợ bạc Hoten Lifestyle, cảm ơn các nhà tài trợ thân thiện đã đồng hành cùng chương trình: Trung tâm Thương mại ASEAN Dragon Bazaar, Văn phòng Phùng Huyền My, NanoSoft.
phần mềm và quản lý bán hàng. Công ty Saparia. Cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình. Công ty Tamda Food. Công ty Vinafor. Công ty Tour Việt. Văn phòng dịch vụ bất động sản và dịch vụ tổng hợp Sapa Reality. Trung tâm tổ chức sự kiện Đông Đô. Trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Thành. Trung tâm quảng cáo Nguyễn Tiến. Công ty truyền thông và tổ chức sự kiện Hit Plus. Công ty chuyên cung cấp Drogerie, nước hoa, đồ nhựa, dụng cụ gia đình, POV. Cảm ơn Trung tâm Đào tạo Múa Dân gian Việt Nam, Biên đạo Múa Minh Nguyệt. Cảm ơn Trung tâm Thương mại Drago Una Baza Khép. Cảm ơn thực phẩm châu Á Nam Phương. Cảm ơn Make Up Andy Tiến. Cảm ơn chuyên viên trang điểm Hương Giang. Ban tổ chức cũng xin cảm ơn các nhà bảo trợ truyền thông cho chương trình, đại diện cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Đại diện cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Cộng hòa Séc VOV. Báo Việt info.eu. Báo Séc Việt.cz. Báo Cộng đồng.cz. Showbizviet.eu.
Báo An ninh Thế giới tại Cộng hòa Séc. Vietbao.de tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ban tổ chức cũng xin chân thành cảm ơn Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Cộng hòa Séc. Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Hội Những Người Con Đất Cảng tại Cộng hòa Séc. Chi Hội Người Việt Nam tại Nomorava. Chi Hội Người Việt Nam tại Karlovy Vary. Cùng toàn thể quý hội đoàn và các cá nhân tập thể đại diện cho cộng đồng trên toàn Cộng hòa Séc và EU.